Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu đây là lần đầu tiên bạn truy cập vào kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Ở cái video này thì mình chia sẻ được cho các bạn một cái kèo Aerobe cực kỳ là ngon, cực kỳ là uy tín đến từ cái ví rất là mới. Ví đó là cái ví Zicker Wireless. Thì để trước khi mà chúng ta làm cái kèo Aerobe này thì các bạn hãy cùng mình tạo một cái tài khoản ở trên cái ví Zicker Wireless này nhé. Rồi, OK thì xin mời các bạn hãy chuyển sang một cái uh, tải cái app này. Thì hiện tại cái ví Zicker này nó có mặt ở trên cả cả hai hệ điều hành uh, iOS và Android nhé các bạn. Các bạn có thể tải ở trên cái iPhone và uh, trên cái uh, điện thoại Android đều được. Thì ở đây thì mình đã bấm tải rồi nhé. Sau đó thì chung, các, mình sẽ bấm mở luôn để tiết kiệm thời gian cho các bạn. Các bạn hãy khởi động cái app Zicker uh, Wallet này lên. Rồi tiếp theo ở đây thì các bạn hãy bấm vào cái mục mà tạo mới. Rồi ở đây thì các bạn điền tên nhé. Tên ví. Rồi sau đó thì các bạn bấm like cho mình. thì các cái bước tạo ví này thì nó cũng tương tự giống như tạo ở trên cái ví trước gắn hết hoặc cái Metamask thôi rồi ở đây thì các bạn bấm vào đây cho mình ở đây thì các bạn hãy nhập cái mã pin nhé cái mã pin thì nó gồm có 6 ký tự 6 chữ số nhé các bạn các bạn nhập hai lần nhé các bạn rồi ở đây chúng ta sẽ đăng nhập vào ví các bạn bấm vào đây tiếp theo các bạn bấm vào cái backup lao ở đây thì chúng ta sẽ có những cái cụm từ 12 cái cụm từ bí mật của ví thì các bạn hãy copy lại cái cụm 12 cái cụm từ của bí mật của cái ví này và các bạn hãy cất vào một nơi thật kỹ hoặc là các bạn có thể ghi ra giấy hoặc các bạn có thể gửi cho một bạn bè của bạn sang một cái địa chỉ email khác để các bạn bạn lưu nhớ cái địa chỉ ví này nhé để đánh tránh cái trường hợp sau này các bạn thoát ví hoặc xóa ví hoặc mất điện thoại thì chúng ta còn có cơ hội để chúng ta lấy lại cái ví này bằng cái cụm từ 12 cụm từ này nhé các bạn rồi sau khi mà lưu xong vào cái lời an toàn rồi thì các bạn bấm like cho mình. Rồi bước tiếp theo thì các bạn nhắc lại cái 12 hai cụm ký tự theo thứ tự từ từ 1 đến 12 nhé các bạn. Rồi sau khi mà nhập xong theo thứ tự của 12 cụm ký tự xong thì các bạn bấm vào con fit cho mình. Rồi như vậy là chúng ta đã tạo xong thành công cái ví nhé các bạn. rồi sau khi vào ví thì các bạn hãy bấm vào setting cho mình chúng ta sẽ đổi cái ngôn ngữ thành ngôn ngữ tiếng việt để chúng ta dễ sử dụng rồi sau đó các bạn quay trở lại rồi tiếp theo thì các bạn hãy trở về cái trang chủ chúng ta sẽ bấm bấm vào đây để chúng ta nhận token nếu như các bạn muốn nhận cái token nào thì các bạn hãy kích vào đây thì chúng ta sẽ copy cái địa chỉ của cái token đó thì các bạn sẽ chuyển những cái token ở nơi khác vào cái ví này đó, nó cũng tương tự như cái ví chốt gà thôi nha các bạn ở đây thì có phần thị trường thị trường ở đây thì các bạn có thể theo dõi những cái giá biến động của từng cái đồng coi cũng như là các cái token ở trong này nó cũng như là gọi là một cái ví sàn thôi nha các bạn ở đây nó cũng có cái mục đáp giống như ở trong cái ví chốt gà nhưng mà cái này thì nó sẽ sắp ra mắt nha các bạn hiện tại thì cái chức năng này nó chưa được mở thì sau này thì chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng này sau rồi tiếp theo các bạn bấm vào phần cài đặt thì chúng ta sẽ tham khảo những cái thông tin ở đây tất cả ví ở à, ví ở trong này thì các bạn có thể tạo những cái ví chính hoặc có những cái ví phụ nhé nó cũng tương tự như các cái ví chút còn đây là cái nơi mà cất giữ cái từ khóa cụm 12 cùng cái từ của uh, bí mật rồi tiếp theo ở đây cái phần mã giới thiệu cái phần mã giới thiệu này thì các bạn hãy copy cái mã giới thiệu này uh, sau khi mà các bạn hãy tạo tài khoản thì uh, các bạn hãy uh, À, sau khi tạo tài khoản xong ấy thì các bạn lấy cái mã mời này các bạn mời bạn bè để tham gia vào cái ví này thì cứ mỗi một mời được một người ấy, thì các bạn sẽ nhận được một cái đồng zicker uh, được uh, từ cái đồng đồng coin này đồng coin của ví sàn này nhé các bạn mỗi một uh, lượt giới thiệu thì bạn sẽ nhận được một cái đồng zicker uh, từ cái ví sàn này thì ở đây là cái thông tin bạn giới thiệu được bao nhiêu và bạn được uh, thưởng bao nhiêu thì nó sẽ hiện chi tiết ở đây rồi thì ở đây thì các bạn vui lòng vào cái ô này thì các bạn hãy nhập cái mã mời nếu như các bạn ủng hộ mình thì các bạn hãy nhập mà giúp mình cái mã mời của mình vào đây nhé sau đó thì các bạn bấm thêm như vậy là chúng ta đã uh, uh, hoàn tất xong cái bước này rồi sau đó thì các bạn hãy quay trở lại chúng ta sẽ quay trở lại thì ở đây thì các bạn có thể đổi mã pin này đó phần mạng lưới này ở đây thì có rất là nhiều những cái mạng lưới như eth mà bạn uh, Uh, Rồi ngôn ngữ. Rồi, ok thì uh, như vậy là cái về cái phần app thì như vậy là đã hoàn tất nhé các bạn. Thì uh, các bạn hãy uh, xin mời các bạn chuyển sang cái phần uh, làm nhiệm vụ airdrop. Rồi, đây là cái nhiệm vụ airdrop nhé, cái trang chúng ta làm nhiệm vụ airdrop để chúng ta nhận miễn phí cái đồng Rick -cơ, cơ từ cái ví sàn Rick uh, Wallet này. Thì hiện tại đang có tổng số là 808. Uh, Ở đây là 8.000 84.300 người tham gia còn uh, rất là ít người tham gia nhé các bạn và nó còn 10 ngày nữa sẽ kết thúc chúng ta làm càng sớm càng tốt chúng ta làm càng sớm thì chúng ta cơ hội chúng kèo càng nhiều thì mình sẽ xin chia sẻ cho các bạn một chút về cái thông tin Zicker Ynet là một cái ứng dụng tài chính phi tập trung cho phép người dùng lưu trữ quản lý tài sản và tối ưu hóa lợi nhuận từ các tính năng swap, uh, invest và starting thì uh, Zikr, tải Zicker coinnet và nhận tức uh, tức uh, uh, cái Zicker token miễn phí. Uh, cái phần thưởng từ cái arop tổng phần thưởng của nó là 10 triệu cái token Zicker cực kỳ là cao và nó sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 2 năm 2022 nha các bạn. Phần thưởng này 10 triệu token tức cần sẽ được gửi tới 100.000 người. Đó, đầu tiên hoàn thành đúng tất cả các bước. Đó như vậy là chúng ta uh, tạo uh, cái tải ví này, tạo tài khoản này, nhập mã giới thiệu này, sau đó chúng ta làm kéo arop này đó 100.000 người nha các bạn đấy cơ hội chúng của các bạn rất là cao chúng ta sẽ à, làm càng sớm càng tốt thì cơ hội chúng càng nhiều và cái điều khoản chương trình thì chúng ta sẽ tham khảo một chút nhé các bạn tải ứng dụng dịch cơ từ ngày 20 tháng 2 trên App Store và Google Play import ví bay bay có địa chỉ đã đăng ký vào dịch cơ rồi tiếp theo là nhận thưởng sẽ chỉ xuất hiện 10 ngày 15 ngày trong ứng dụng Zikr.net, Zikr có toàn quyền quyết định về việc hủy bỏ cũng như thay đổi các điều khoản chương trình rồi ok như vậy thì chúng ta đã rất là rõ về cái thông tin phần thưởng này à, rồi nhé các bạn rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm cái nhiệm vụ iRob này à, đầu tiên thì chúng ta sẽ đăng nhập nếu như các bạn lần đầu tiên làm cái hình thức iRob kiểu như thế này chúng ta phải đăng nhập nhé đăng đặt bằng cái địa chỉ email thì nó sẽ có cái tên của mình ở đây đầu tiên thì chúng ta sẽ like và theo dõi cái fanpage của uh, Facebook của cái dự án này các bạn click vào đây ở đây thì các bạn chọn cho mình các bạn chọn cái quốc gia nhé chúng ta sẽ chọn quốc gia là Việt Nam nếu như bạn ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có chọn quốc gia Việt Nam đây rồi các bạn bấm hoàn tất này sau đó các bạn đánh dấu tích đây chúng ta sẽ chấp nhận điều khoản này và các bạn bấm lưu xin lỗi bạn trang web bị lỗi giờ mình sẽ lót lại chắc là khả năng là mình truy cập với trang web này lâu quá mình sẽ phải lót lại rồi mình sẽ bấm lại new rồi như vậy là cái nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta đã hoàn thành này các bạn bấm vào đây cho mình nhé đó à, khi mà truy cập vào đây thì hãy các bạn hãy bấm vào like rồi sau đó thì các bạn bấm vào theo dõi luôn đó, các bạn bách lại cho mình à, ở đây thì các bạn hãy uh, có bao nhiêu người theo dõi à ở đây hỏi mình đã có bao nhiêu người theo dõi Ờ nãy mình truy cập vào đây mình sẽ truy cập lại cái cái trang fanpage của Facebook mình hỏi mình xem lại xem có bao nhiêu người theo dõi nào. Rồi, ở đây thì đang có 9.000. Đó, các bạn copy cái 9.000 người theo dõi này, các bạn dán vào, các bạn bách lại. Đấy, các bạn dán vào đây. Đây, các bạn bấm vào đây cho mình rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ bấm vào nút chia sẻ sticker cùng bạn bè các bạn kích vào đây thì cái nhiệm vụ của chúng ta ở đây là comment và tag ba người bạn cùng hashtag sticker vào bài post trên và chia sẻ về trang cá nhân và chia sẻ về trang cá nhân upload ảnh rồi các bạn hãy copy cái hashtag này cho mình nhé Sau đó thì các bạn kích vào link này cho Ta mình Các cập vào cái trang chủ của cái Facebook của cái dự án này Các bạn kéo lên Các bạn kéo đến cái bài làm nhiệm vụ này Các bạn bấm vào bình luận cho mình Rồi sau đó thì các bạn hãy đặt cái copy cái hashtag cho mình Đó rồi sau đó các bạn cách ra, các bạn cách xuống này, các bạn tang ba người bạn cho mình. Từ ở đây thì mới tang dễ. Rồi tiếp theo các bạn cách xuống các bạn tăng thêm mấy người nữa. Rồi, sau đó thì các bạn bấm gửi cho mình. Ở đây thì các bạn này hãy chụp lại cho mình nhé. Các bạn chụp lại. Đó, cái phần mà các bạn làm nhiệm vụ này. Sau đó thì các bạn gửi Các bạn quay trở lại Các bạn quay cái trở lại cái phần nhiệm vụ ấy. Đây Ở đây copy ba người bạn cùng hát tác vào bài post Trên và chia sẻ về trang cá nhân Chia sẻ về trang cá nhân Cái này thì mình phải tra, chia sẻ về trang cá nhân nữa nhé các bạn đó, ở đây thì các bạn hãy bấm vào nút chia sẻ này Chúng ta chia sẻ vào trang cá nhân Cái này chúng ta phải làm đúng Nếu không làm đúng thì là chúng ta sẽ không được nhận cái chương trình khuyến mại của cái dự án này Nên chúng ta phải làm tỉ mỉ Rồi, sau đó các bạn bấm chia sẻ này. Rồi, mình sẽ bách lại mình về cái trang cá nhân. các bạn kích vào trang cá nhân này ở đây cái bài chia sẻ đây mình sẽ chụp cái bài này nha các bạn. các bạn các bạn chụp lại cho mình cái này rồi sau đó các bạn quay trở lại cái phần nhiệm vụ chúng ta tải cái ảnh chúng ta vừa mới uh, gửi lên đấy các bạn gửi cái này lên cho mình các bạn chờ nó loát nhé rồi sau đó các bạn bấm tiếp tục Đấy, ảnh chứng minh là mình đã tham gia cái kèo là cái, cái cái, nhiệm vụ này thì các bạn bấm vào tiếp tục. Rồi đã được chấp nhận tham gia group Ricker trên Facebook các bạn kích vào đây. Các bạn bấm vào đây để chúng ta tham gia. Rồi ở đây thì các bạn bấm vào tham gia vào cái nhóm Facebook này. Rồi như vậy là đã tham gia nhé các bạn. Rồi tiếp theo các bạn quay trở lại. Ở đây thì các bạn bách lại luôn Ở đây là cộng đồng Zicker Việt Nam có bao nhiêu thành viên Chúng ta lại phải kích trở lại chúng ta xem là bao nhiêu thành viên Đang có bao nhiêu thành viên ở trong cái nhóm này Xem thông tin nhóm này à, đây Thành viên của nó đang có là 11.854 à, Các bạn bách lại Chúng ta ghi vào đây 1000 à mươi 854. Các bạn bấm tiếp tục. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đăng ký theo dõi Zikr ở trên cái Telegram các bạn bấm vào đây. Chúng ta sẽ roi vào nhóm Telegram. Rồi. Tiếp theo thì các bạn hãy quay trở lại cái phần nhiệm vụ. Ở đây yêu cầu cộng đồng zicker Tenera Việt Nam có bao nhiêu thành viên. Những cái kèo này rất là rất là khoai nha các bạn. Ở đây thì đang có 4.772 người. Có phải không nhỉ? 4.772. Đang rất ít. Vẫn còn ít người tham gia. Rồi các bạn bấm tiếp tục này gia nhập cộng đồng Ricker trên Telegram các bạn kích vào đây. Đây các bạn bấm join cho mình. Rồi ở đây đang có là 4421 người tham gia. bốn bốn hai một các bạn bấm tiếp tục rồi nhập địa chỉ ví bay Melon, lần bếp hai mươi các bạn bấm vào đây Rồi cái bước cuối cùng của mình là điền địa chỉ ví Binance Smart Chain BSC thì uh, import ví BSC của bạn vào ví Zikker Wallet để nhận thưởng. Thì ở đây thì chúng ta uh, ở đây chúng ta sẽ lấy cái địa chỉ ví ở trên cái ví sàn Zikker Wallet nhé các bạn chứ không phải là lấy địa chỉ ví ở trên cái ví chốt Wallet hoặc là ví MetaMask đâu nhé các bạn. Đó, thì các bạn hãy khởi các bạn hãy mở cái ví Zikker ra. Sau đó thì ở trên này các bạn để ý cho mình Các bạn đổi cho mình cái mạng Smart Chain này đó, Luôn luôn đổi Smart Chain nhé Rồi tiếp theo các bạn bấm vào nhận cần. Ở đây các bạn bấm vào nhận cái Binance Smart Chain Rồi tiếp theo các bạn bấm vào đây chúng ta sao chép cái địa chỉ ví này Đấy của cái đồng BNB này nhé Sau đó thì các bạn quay trở lại cái phần nhiệm vụ ở đây đó, Các bạn bấm tiếp tục cho mình rồi như vậy là cái nhiệm vụ của chúng ta đã được chấp nhận thì ở đây này nhận thưởng sẽ chỉ xuất hiện 15 ngày trong vòng ứng dụng của Zicker đây nhé các bạn lưu ý này nút nhận thưởng sẽ chỉ xuất hiện 15 ngày trong ứng dụng Zicker Wallet rồi chúng ta sẽ nót lại để chúng ta xem mà sau khi mà hoàn tất các cái nhiệm vụ thì chúng ta được bao nhiêu điểm chúng ta sẽ được 60 điểm ở cái nhiệm vụ này